Nhã Phương và Harry Won không thân nhau. Nhiều người không lý giải được nhiều điều bất thường này, nhưng có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Mối quan hệ của Nhã Phương và Trường Giang thời gian gần đây liên tục bị dư luận đặt dấu nghi vấn có hay không sự tan vỡ khi nam diễn viên hài bị nghi có tình cảm với Sam. Hơn nữa hai người không còn khoe tình cảm nhiều như trước và Nhã Phương cũng nhiều lần ẩn ý buồn trách trên trang cá nhân. Sau nhiều lần Trường Giang lên tiếng phủ nhận thì Nhã Phương đến giờ mới có phát ngôn chính thức của mình. Nhã Phương cho biết hai người hoàn toàn bình thường, còn những tin đồn rạn nứt chỉ là suy diễn của dư luận mà thôi. Nói về lý do yêu khác thời gian đầu, Nhã Phương chia sẻ, sau này lâu lâu mới đăng hình hai đứa lên Facebook, chứ trước đó không có ít lắm. Tôi không muốn bị mọi người nhớ tới mình, gắn với chuyện tình cảm quá nhiều. Còn nhớ thời điểm công khai tình cảm của mình, Nhã Phương và Trường Giang dính nghi vấn yêu giả. Cả hai liên tục xuất hiện tình cảm, thể hiện sự yêu thương và bị đánh giá có phần hơi lố của mình trước công chúng. Khi đó, dư luận đặt lên vàng cân mối tình nghi vấn giữa Nhã Phương Trường Giang và Harry Won cùng chứng thành. Cả hai mối tình đều vướng nghi vấn, yêu không thật và liên tục chứng minh tình cảm của mình như lời phủ nhận tin đồn không hay. Thế nhưng, đó là thời điểm hai mối tình trên vừa công khai chuyện yêu đương. Còn thời gian bây giờ, để chứng minh yêu thật thì hai cặp đôi chọn hai cách khác nhau. Trong khi Nhã Phương Trường Giang quyết định yêu kính trong âm thầm, thì chứng thành Harry Won vẫn tiếp tục khoe hạnh phúc trước công chúng. Suy cho cùng, cả hai cách chọn rình rang hay im lặng cũng đều là cách để minh chứng cho tình yêu của mình là thật từ hai cặp đôi này. Và tất nhiên, vẫn có người tin, người ngờ vực nhưng cũng có không ít người phát hiện ra nhiều điều thú vị. Nếu như Trường Giang Trấn Thành là anh em thân thiết, đồng hành hết từ show này đến chương trình nọ, sự kiện kia, thì Harry Won và Nhã Phương lại cho thấy chưa bao giờ hai người thân thiết. Hiếm hoi lắm cả hai mới có hình chụp chung, còn chưa bao giờ thể hiện sự thân thiết với nhau. Dù cho người đàn ông của mình là bạn thân thiết. Nhiều người không lý giải được điều khá bất thường này, nhưng có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Trước Noo Phước Thịnh, nhiều sao Việt cũng từng hớ hên khi đang livestream. Bị lộ khoảnh khắc nhạy cảm trong lúc trò chuyện với khán giả là những hình ảnh mà các sao Việt muốn quên đi nhất. Noo Phước Thịnh, hôm ngày 10 tháng 1 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được quay lại trong lúc Noo Phước Thịnh trò chuyện với khán giả. Điều đáng nói ở đây, trong khi đang tương tác với mọi người, chiếc điện thoại của nam ca sĩ vô tình rơi xuống và điều này đã khiến nam ca sĩ bị phát hiện không mặc quần dài mà chỉ mặc nội y khi livestream. Sự cố hy hữu này đang được chia sẻ trên các trang mạng fanpage với tốc độ chóng mặt. Ngay giây phút giọng ca chậm khẽ tim anh một chút thôi bị lộ cảnh hớ hên này, anh đã nhanh chóng ngừng cuộc trò chuyện vì lý do đi mở cửa và xóa hẳn đoạn livestream. Tuy nhiên, đoạn clip đó cũng đã bị nhiều người thấy và ghi hình lại. Trương Quỳnh Anh, với lượt theo dõi khủng trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh là người rất thích livestream với mọi người. Cô thực hiện việc này mọi lúc mọi nơi, kể cả ở nhà lẫn trên trường quay. Tuy nhiên, khi trò chuyện trực tuyến với khán giả, có rất nhiều lần, nữ ca sĩ không kiểm soát được hình ảnh và để lộ nhiều cảnh khá nhạy cảm. Livestream trong phòng ngủ và diện trang phục ở nhà, Trương Quỳnh Anh bị lộ vòng một nóng bỏng. Dáng ngồi này của nữ ca sĩ bị khán giả chê bai là kém duyên. Cô thường lấy tay che vòng một khủng để phần nào tránh được sự cố. Thanh Bi, bạn gái cũ của Quang Lê là một nữ diễn viên đi theo hình ảnh gợi cảm quyến rũ. Những hình ảnh sexy của cô liên tục xuất hiện tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội và cũng đã quá quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, cũng có nhiều khoảnh khắc nhạy cảm của cô từng khiến công chúng phải bỏng mắt. Trong một lần vừa ở hồ bơi vừa livestream với người hâm mộ, Thanh Bi không hề hay biết là bộ bikini của mình đang sọc sệt và làm lộ hết vòng một của mình. Hình ảnh này đã làm công chúng rất nhức mắt. Một lần khác, nữ diễn viên lại tiếp tục bị lộ miếng dáng ngực trước sự theo dõi của hàng nghìn người. Bảo Thanh, tham gia lĩnh vực nghệ thuật khá nhiều năm, nhưng mà đến bộ phim truyền hình Sống Chung Với Mẹ Chồng thì diễn viên Bảo Thanh mới được mọi người chú ý. Cũng từ sau thành công của bộ phim này, có nhiều lượng fan hơn và cô cũng thường xuyên trò chuyện với họ trên mạng xã hội. Khoảnh khắc hớ hên để lộ hình ảnh khá nhạy cảm của Bảo Thanh. Với một chiếc váy ngắn mà Bảo Thanh có dáng ngồi thế này thì không được đẹp cho lắm. Lily Nguyễn, trong một lần livestream cùng người bạn thân thiết Mai Ngô, cô học trò đầy cá tính của đội huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà Lily Nguyễn suýt chút nữa để lộ nguyên vòng một khủng của mình. Lily Nguyễn và Mai Ngô đều diện trang phục mát mẻ khi trò chuyện với người hâm mộ.
Hơn nữa vòng một của cô đã bị lộ trước mắt đông đảo khán giả đang được xem cuộc nói chuyện trực tiếp này. Những sao nem Việt gặp phải những sự cố muối mặt làm mất điểm trong lòng người hâm mộ. Noo Phước Thịnh, chàng ca sĩ điển trai sở hữu giọng hát cực khỏe khoắn Noo Phước Thịnh vừa mới bị vướng vào một số vụ việc khiến các fan nữ phải ngượng chín mặt. Sự cố diễn ra trong lúc đang livestream trò chuyện cùng với khán giả thì bất ngờ chiếc điện thoại của Noo lại vô tình rơi xuống khiến nam ca sĩ bị phát hiện là chỉ mặc nội y thay vì một chiếc quần dài đi đôi với phần áo chỉnh chu bên trên. Chẳng bao lâu sau, sự cố này được mọi người truyền nhau chia sẻ một cách ồn ào trên mạng xã hội, khiến Noo Phước Thịnh vô cùng mất mặt trước fan và cả những đồng nghiệp của mình. Đoạn clip này đã bị Noo gỡ khỏi trang cá nhân ngay sau đó và anh chàng hiện chưa lên tiếng về sự cố mất mặt này. Bình Minh và Tim, câu chuyện lùm xùm giữa Bình Minh Trương Quỳnh Anh Tim trong thời gian vừa qua đã khiến mạng xã hội được fan nhốn nháo. Một số hình ảnh hết sức thân mật hơn cả mối quan hệ đồng nghiệp giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh đã bị rò rỉ và được dân mạng lan truyền nhanh chóng. Bình Minh đã lên tiếng cho rằng số ảnh này là thời điểm anh và Trương Quỳnh Anh chụp từ thời đóng chung phim. Nhưng chính đạo diễn của bộ phim đó cho rằng chẳng hề có cảnh nào giống mấy bức ảnh trong phim hết. Cách đây không lâu, dân mạng có lan truyền một số thông tin cho rằng Bình Minh và Tim ẩu đả với nhau ngay trên thảm đỏ liên hoan phim Việt tại Đà Nẵng. Dù thông tin chưa được chính thức xác thực, nhưng qua vụ việc này, Bình Minh và Tim đều mất dần đi hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Trường Giang, hầu hết khán giả truyền hình nếu ai yêu mến couple Trường Giang Nhã Phương cũng phải buồn đến ứa nước mắt khi nghe được tin đồn họ đã chia tay. Cách đây không lâu, cư dân mạng rầm rộ đưa một số hình ảnh Trường Giang chụp hình cùng hot girl Sam và cho rằng đây là cặp đôi mới. Song bên cạnh đó, khán giả lo lắng cho rằng đây cũng chính là nguyên nhân khiến chuyện tình Trường Giang Nhã Phương rạn nứt. Trước hàng loạt nghi vấn mà khán giả đồn đoán, Trường Giang Nhã Phương đã lên tiếng trả lời báo chí, bác bỏ việc cả hai chia tay. Cặp đôi này cho rằng họ muốn người hâm mộ nhớ tới họ bằng những sản phẩm công sức mà họ cống hiến cho nghệ thuật, chứ không phải chuyện đời tư. Thế nhưng qua sự việc này, Trường Giang khó tránh bị mất đi ít nhiều hình tượng bản thân về chuyện tình cảm cá nhân. Trấn Thành và chồng cũ Lê Giang. Vụ việc diễn viên hài Lê Giang tố chồng cũ Vũ Phu đánh đập vợ con tại chương trình Sao Ánh Hào Quang do MC Trấn Thành làm hot đã gây chấn động showbiz trong khoảng thời gian khá lâu. Ngay sau khi chương trình phát sóng, chồng cũ Lê Giang đã phản pháo cho rằng thông tin mà Lê Giang kể hoàn toàn sai sự thật. Không những thế, ông đã đề nghị Trấn Thành phải đứng ra chịu trách nhiệm trong vụ lùm xùm lần này. Anh còn yêu cầu kiện chương trình vì đã đưa tin không xác thực. Sau khi nghe tin, Trấn Thành đã thẳng thắn đáp trả, tôi không liên quan gì đến vấn đề này, đó là chuyện của gia đình Lê Giang. Và anh có chia sẻ chương trình của anh chỉ là nơi để khách mời có cơ hội bày tỏ những tình cảm, suy nghĩ lên sóng truyền hình. Anh chỉ là hot và chỉ biết lắng nghe chứ không tham gia vào bất cứ sự việc nào của nhân vật. Lâm Vinh Hải. Lâm Vinh Hải được đánh giá là một trong những vũ công tài năng, điển trai bậc nhất showbiz Việt. Vào những năm gần đây, được khá nhiều người yêu mến, thế nhưng cách đây không lâu, chuyện lùm xùm của gia đình anh đã khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng và thất vọng về một dancer tài giỏi. Đầu năm 2017, Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu bất ngờ công bố cả hai đã ly hôn sau 11 năm kề vai sát cánh. Biết tin Lâm Vinh Hải công khai yêu Linh Chi, Lý Phương Châu đăng đàn tố chồng mình, phát sinh tình cảm với đồng nghiệp từ ngày còn đóng chung phim. Nam vũ công nhanh chóng chịu không ít sức ép từ búa rìu dư luận. Thế nhưng sau đó vài tháng, một số nguồn tin cho rằng Lý Phương Châu cũng đã ngoại tình với vũ công Hiền Sến, bạn của Lâm Vinh Hải từ thời cả hai còn chưa ly hôn, đã khiến khán giả thêm một lần rối não. Thực hư sự việc thì chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ, thế nhưng hình ảnh của Lâm Vinh Hải trong mắt người hâm mộ cũng như khán giả đã bị ảnh hưởng không hề nhỏ qua ồn ào tình ái này. Không để fan hoang mang, Mỹ Tâm chính thức lên tiếng về việc bệnh nặng. Mỹ Tâm từng mắc bệnh ho kéo dài tương tự ca sĩ Andy, ảnh hưởng đến giọng hát khiến người hâm mộ lo lắng. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, nhà thơ Nguyễn Phong Việt đã chia sẻ về một câu chuyện kể về nữ ca sĩ Mỹ Tâm năm 2017 đã phải trải qua cơn khủng hoảng tồi tệ đời mình. Nhà thơ Phong Việt viết, chính xác là ngày 2 tháng 4 2017, Tâm bắt đầu rơi vào những cơn ho không kiểm soát và suốt gần 3 tháng sau đó,
Cho mãi đến tận tháng 7 2017, Tâm gần như mỗi khi cất giọng hát sẽ liền sau đó là một cơn ho kéo dài. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, đấy có thể xem là những khoảng thời gian mà Tâm nghỉ hát lâu nhất. Và cũng lần đầu tiên trong đời cảm nhận rất rõ việc mình hoàn toàn có thể rời xa sân khấu trong một bi kịch không đoán trước. Rất may, Tâm đã gặp được anh Trọng Tấn và được giới thiệu đến một bác sĩ tại Hà Nội để chữa trị. Cho đến hiện tại, Tâm vẫn còn đang điều trị dài hạn cho chứng ho ấy. Trước thời điểm gặp vị bác sĩ tại Hà Nội, Tâm đã lên kế hoạch bay sang Mỹ để gặp vị bác sĩ từng chữa trị cho anh đi với căn bệnh gần như tương tự. Năm 2017 là năm tuổi của Tâm và cũng là năm mà Tâm gần như bước một chân xuống đáy vực sâu. Nhưng đồng thời vào cuối năm thì lại đặt chân kia lên lại trên đỉnh vinh quang với album Tâm Chính. Mỹ Tâm và cơn khủng hoảng tồi tệ năm 2017. Khi liên hệ bên Mỹ Tâm, đại diện cô cũng khẳng định nữ ca sĩ từng bị bệnh nặng về giọng hát và chữa trị tích cực nhưng hiện giờ mọi chuyện đã ổn định. Nhà thơ Phong Việt còn tiết lộ, trước thời điểm gặp được bác sĩ ở Hà Nội, Mỹ Tâm đã lên kế hoạch bay sang Mỹ để gặp vị bác sĩ từng chữa trị cho anh đi với căn bệnh gần như tương tự. Trước sự lo lắng của nhiều người hâm mộ, Mỹ Tâm cũng chia sẻ lời cảm ơn đến khán giả. Cô cũng nhắn nhủ đến mọi người giữ gìn sức khỏe, giọng ca ước gì chia sẻ. Các bạn ơi, chuyện ho của Tâm đã xảy ra hồi tháng 4 và đã giải quyết xong rồi. Giờ Tâm rất khỏe nè, các bạn đừng lo nha. Lần sau chắc giấu luôn, không dám nói gì quá. Chỉ muốn nhắc các bạn hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Thời gian qua, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã có sự trở lại đường đua âm nhạc ấn tượng. Album Vol 9 của cô mang tên Tâm Chính, gây dấu ấn khi tiêu thụ hơn 20.000 đĩa trong thời gian ngắn. Ba đêm nhạc giới thiệu CD của cô tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng thu hút gần 30.000 người xem. Mặc dù hiện tại Mỹ Tâm đã trở lại với album Tâm Chính và vô cùng thành công, nhưng người hâm mộ vẫn vô cùng lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ.